Hiện tại là tôi rất là vừa ý với dáng mũi dáng thái mùa cấu trúc tại Asecno. Xin chào mọi người, tôi là dược sĩ Nguyễn Tấn Trung, tôi đến từ thành phố Cần Thơ và tôi có nghệ danh đi diễn là MC Minh Trung. Sau một thời gian đã ngủ nhân tạo thì đầu mũi của tôi cảm giác là bị bóng đỏ, mũi của tôi bị ngắn và bị hết, đầu mũi thì hơi hở nên là lúc đó mũi của tôi nhìn vào là không có tốt, gương mặt của mình sẽ không đẹp. Công việc của tôi lúc đó không may mắn, không thuận lợi lắm, bởi vì thứ nhất là về dáng phong thủy thì mọi người cũng nói rằng là mũi mày bị hỉnh, bị hở và lúc đó thì tiền ra. Từ đó thì tôi ấp ủ một cái ý định là tôi thực hiện một cái phương pháp nâng mũi tốt hơn. May mắn là trong một lần tình cờ lướt new feed Facebook thì tôi đã tìm thấy được Asecno. Và lúc đó thì tôi thấy những cái dáng mũi của tất cả các bạn đã được sửa lại rất là đẹp. Đây chắc là một cái nơi gọi là để cho tôi được một cái diện mạo mới, một diện mạo tự tin hơn. Mình cảm thấy là mình rất là ưng ý với chiếc mũi này. Và từ đó thì công việc của mình nó cũng phát triển hơn. Thứ nhất là mình có nghề dẫn chương trình thì mình được rất là nhiều người khen dáng mũi của mình đẹp, làm cho gương mặt của mình thanh tú hơn. Và lúc đó khi mình dẫn chương trình thì nó cũng sẽ sáng sân khấu hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng phát triển thêm lĩnh vực của mình, đó là một dược sĩ, là mình cũng mở thêm được một cái nhà thuốc và một cái phòng khám chuyên khoa về ung bướu. Thì thật sự là mình thấy trộm vía, khi mà dáng mũi của mình thay đổi thì phong thủy của mình sẽ thay đổi, và từ đó thì công việc của mình sẽ ngày càng phát triển hơn. Có nhiều người bạn của mình trước đây khi mà biết mình với một cái dáng mũi cũ rồi và sau một thời gian gặp lại với mình một dáng mũi mới thì lúc đó đôi khi nhận không ra mình luôn, bởi vì mình kết hợp với việc giảm cân và mình thay đổi dáng mũi thì lúc đó là một Minh Trung mới hoàn toàn trong mắt những người bạn của mình. Và lúc đó là ôi sao mày trẻ vậy, sao mày đẹp lên nhiều thế. Và từ đó thì mọi người cũng muốn mình chia sẻ cái quá trình nâng mũi như thế nào để họ có thể là họ đi làm hoặc là họ có thể tư vấn cho những người bạn của họ nữa. Các bạn đừng ngại thay đổi, chúng ta hãy tìm đến một phòng khám uy tín về phẫu thuật nâng mũi để chúng ta có thể cải thiện dáng mũi của chúng ta, giúp cho chúng ta có một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Asecno chuyên sâu nâng mũi.